Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ đã vừa cấp mới một dự án đầu tư vốn trực tiếp nước ngoài FDI, đó là Trung tâm Đào tạo Anh ngữ quốc tế Apollo, 100% vốn đầu tư của Singapore, với tổng vốn đăng ký 40.000 đô la Mỹ. Trong tháng 4, thành phố Cần Thơ điều chỉnh tăng vốn một dự án, tăng 10.000 đô la Mỹ. Có 3 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, tăng 44.610.000 đô la Mỹ. Chấm dứt hoạt động một dự án với tổng vốn đăng ký 1 triệu đô la Mỹ. Trên địa bàn thành phố hiện nay có 86 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2 tỷ 266 triệu đô la Mỹ.